Cũng trong sáng nay, quyền Đức Hòa khánh thành đường cặp kênh cầu Duyên, đoạn từ đường 3 tháng 2, đường Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Hậu Nghĩa. Đây là một trong ba công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Dân Úc, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, quyện và các hộ dân tham dự. Dự án đường cặp kênh cầu Duyên, đoạn từ đường 3 tháng 2, đường Nguyễn Thị Hạnh, vốn đầu tư hơn 93 tỷ đồng, chiều dài tuyến đường hơn 1.000m, quy mô nền đường rộng 30m, mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 17,5m. Công trình hoàn thành là niềm vui phấn khởi của người dân thị trấn Hậu Nghĩa nói riêng và người dân quyền Đức Hòa nói chung. Công trình được sự đồng thuận rất lớn của các hộ dân nơi đây. Trước đây thì cái tuyến đường nó rất là trơn trợ khó đi, sau này thì tuyến đường hoàn thành thì rất là khang trang và sạch đẹp. Bản thân tôi cũng như người dân sống xung quanh rất là vui mừng, phấn khởi. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đường kênh cầu duyên sẽ góp phần chỉnh trang và mở rộng hệ thống hạ tầng của thị trấn hậu nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương của nhân dân, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tạo tiền đề để đẩy nhanh tốc độ phát triển các đô thị lớn trên địa bàn quyện, hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 4 của thị trấn hậu nghĩa và nâng đức quà đi lên đô thị loại 3.